11. Cảm ơn, đừng khách sáo. Cảm ơn. Sắp tan làm rồi, anh không về công ty sao? Ba 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 tám không ba hai năm. Cái gì? Biết tôi đang nói gì không? Ở nhóm của cô thật à? Bảo sao lại ngang nhiên vậy? Bán nạt Sâm Hồ không có chỗ dựa. Trong mắt họ, Sâm Hồ luôn phải gánh tội. Lớn bán nạt bé, anh đã từng nghe chưa? Có lúc ở trên thương trường, người như Sâm Hồ thường bị dễ bán nạt. Nhưng cô làm như vậy, sau này phải sống sao trong nhóm? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết nếu tôi không làm như vậy, tôi nhất định sẽ hối hận. Thư xin lỗi của anh, nếu anh không muốn giết, để tôi giết thay anh vậy. Bớt nói đi. Mau làm việc của anh đi. Lát nữa chúng ta lên sân thượng bay thử. Không phải, lúc trước anh đồng ý với sếp Mã rồi mà. Sao còn kéo dài mãi? Cuối cùng để người ta bắt đến nghỉ yếu. Mua nước uống thôi, sao mà mua lâu vậy? Đông người nên lâu một chút. Là đợi thêm một lúc, hay là gặp người không nên gặp hả? Nếu như anh nghi ngờ tôi, vậy lần sau đừng kêu tôi đi mua nước uống nữa. Sếp Dư, cô xem chỗ này. Chỗ này không có vấn đề, trang tiếp theo. Sếp Dư, Tiếu Tiếu tôi đã đưa nó về giúp cô rồi. Biết rồi, cảm ơn cậu. Không có gì. Đúng chỗ này, thêm chi phí quảng cáo. Được. Giang Nam, hôm nay tới đây thôi, các cậu về sớm đi. Vậy phần còn lại.
Làm gì thế? Bị tôi bắt gặp rồi. Nói, có phải là Ngô Khắc Chi bảo cậu tới không? Không liên quan tới sớm Ngô. Kiên nhẫn thật đó. Ai cho cậu dũng khí như vậy? Có phải là có người chống lưng không? Tỉnh lại đi. Nhóm bốn của cậu chính là nhóm dứt đi. Sếp Ngô đó căn bản không chịu nổi nữa rồi, càng không bảo vệ được cậu. Giỏi rồi, lại đi trộm đồ. Tôi biết hợp đồng ở bên trong, anh có dám tìm lại không? Chuyện này tôi biết rồi. Cậu vốn tới để trộm đồ. Cậu vu oan cho tôi. Có phải là Ngô Khắc Chi bảo cậu lén bỏ hợp đồng bổ sung vào không? Có đúng không? Chuyện này quá nguy hiểm rồi, vô sĩ. Anh nói gì vậy? Cậu đừng cãi nữa, bắt tận tay. Có phải là cậu nghĩ rất thông minh đúng không? Cậu bị Ngô Khắc Chi lợi dụng rồi. Cậu lại bảo vệ anh ta ở đây. Anh ta vốn dĩ cho cậu gánh thay tội. Bảo cậu làm chuyện này, anh ta đâu? Người đâu? Ở đây. Đến đủ cả rồi, tìm lãnh đạo. Biết cái này không? Hợp đồng bổ sung. Sao lại ở chỗ anh? Không đúng, vốn là ở chỗ anh mà. Tôi nói mà, sớm muộn anh cũng tìm thấy. Đúng là tôi tìm thấy. Nhưng tôi nghĩ là anh biết tôi tìm thấy từ đâu. Ai đưa anh vậy? Không phải, lúc bắt đầu tôi vốn không muốn làm lớn chuyện lên. Nếu không phải trước mặt nhiều người, anh không hề nhượng bộ tôi, cũng không tới nước này. Vậy ý của anh nói là tôi sai sao? Không, anh không sai. Chuyện này không phải là tôi không có cách nào sao? Cái gì mà không còn cách nào khác? Không phải là anh kiếm cớ cho mình sao? Đúng đúng đúng. Đúng đúng, cái đầu. Chuyện này còn người khác biết không? Còn có ai biết nữa không? Nằm ở cả anh đấy. Lão Ngô, sau này không được nhắc đến chuyện của Mã Tây Viên nữa. Tôi thề tôi không nhắc đến nữa. Còn dám nhắc đến tổ bốn, tôi sẽ đập cho anh. Cầm lấy. Nói là anh tự tìm thấy. Khắc Chi, đâu phải là anh không biết tôi như thế nào? Có thể thương hại tôi được không? Vẫn còn à? Hay là tôi xin lỗi từng giết nữa? Giết phải giết chứ. Chuyện tôi đồng ý sẽ không hối hận. Xin lỗi sớm Ngô. Đi làm một chuyến đi. Đi thôi.
Cậu không muốn biết thỏa thuật bổ sung đó sao lại đến tay tôi sao? Có muốn. Sao có thể nói cho cậu biết được chứ? Uống bao nhiêu cũng không biết. Uống cái này được chứ? Không vấn đề. Thật không ngờ sẽ là anh. Đúng đó. Đến chính tôi cũng không ngờ đến. Có thể nói với tôi tại sao lại đột nhiên đổi ý hay không? Nếu tôi không làm gì, cô rất có khả năng sẽ to chuyện đấy. Chưa biết chừng còn có khả năng từ chức. Đến cả việc này anh cũng biết. Với tính tình của cô, chưa nói câu nào đã từ chức là chuyện bình thường. Vì anh quá coi thường tôi rồi. Tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ. Có lẽ ngày mai họ sẽ hỏi cô chuyện này. Đến lúc đó cô hãy nói không biết gì hết, giao cho tôi xử lý. Anh giúp tôi nhiều lắm rồi. Chuyện riêng của tôi sẽ tự chịu. Cho dù thế nào thì vẫn cảm ơn anh. Yên tâm đi. Hai con mau lên. Còn tưởng cháy nhà. Sao không mở máy hút khói? Quên đó. Sao vậy? Khai thật mau. Có phải là ở bên ngoài có chuyện gì rồi không? Làm bữa sáng thôi mà. Đến mức đó không? Sao lại không? Đời này anh đã nấu cơm bao giờ đâu? Có khoa trương đến vậy không? Lúc mới kết hôn có từng nấu cơm một thời gian. Anh không nói chút nữa là em quên. Không đúng. Anh có phải là có chuyện gì thật không? Được, anh có chuyện. Đại Bảo, Nhị Bảo, ăn cơm thôi. Bữa sáng bố làm. Đói quá. Từ từ thôi. Nào. Bố làm trứng ớt. Đừng có ăn. Không nhớ lần trước chúng ta ăn đau bụng hết sao? Anh không ăn thì để em. Đồ ngốc. Đừng đùa nữa, ăn cơm đi. Ăn xong bố đưa hai đứa đi học. Bố đưa đi học. Bố đưa đi học này. Con xong rồi. Xong rồi. Cả hai đứa xong rồi. Vậy các con lên xe trước đi. Đừng ấn linh tinh nhé. Từ từ thôi. Dân. Anh yên tâm quá đấy. Không sợ chúng nó có chuyện sao? Không sao. Con trai không được trông kỹ quá. Dễ hiền. Hiền một chút mới đỡ lo lắng. Không giống anh. Lâu lắm không thấy anh đi làm vui vẻ như vậy rồi. Vậy sao? Đúng đó. Anh đâu thấy biểu cảm ngày thường của anh đâu. Chẳng giống đi làm, như là đi bãi tha ma ấy. Hôm nay vất vả rồi chồng. Thế nào này? Lại béo lên rồi. Em xem. Đây không phải là đồ của anh. Em nhớ ra rồi. Có phải là áo hôm qua anh đưa về cho em không? Em đi đổi bộ khác cho anh.
Không phải, anh vẫn đang ở đây làm gì? Mau đưa đồ cho lão đại đi. Lão đại biết không đập chết tôi sao? Nếu như anh không dám thì dứt khoát chạy bộ đi. Vừa hay dự án bên Tân Cương vẫn còn gửi lời mời, anh đi đi. Nếu bây giờ tôi mà chạy, lão đại không xử đẹp tôi mới lạ đấy. Thế thì anh đừng có do dự nữa, anh mau đi đi. Mau lên, mau lên. Sớm mẹ. Tổng thể đồng nghiệp của tư bản Kim Thần, hôm nay tôi mang theo rất nhiều sự áy náy và hối hận để viết bức thư xin lỗi này. Ngày hôm qua tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Hành vi của tôi đã gây ảnh hưởng không tốt đến toàn thể công ty và mỗi cá nhân. Bây giờ tôi lấy danh nghĩa nhân loại gửi lời xin lỗi chân thành đến đồng nghiệp ở tổ năng lượng là anh Hứa Thái Bình. Vì tôi không thể thông cảm cho anh ta vô duyên vô cớ đổ oan cho tổ bốn, cũng không thể tha thứ cho sự sợ hãi lãnh đạo của anh ta, cho nên đã để xảy ra sự việc mà ai ai cũng biết, khiến cho anh ta phải lộ nguyên hình, không thể tiếp tục làm người. Vì chính bản thân mình, tôi đã làm ra hành vi thô bạo theo kiểu Mã Kiến Quốc nên đã cảm thấy áy náy. Xin các vị đồng nghiệp làm chứng nghiêm khắc để tôi không tái phạm. Tổ bốn Ngô Khắc Chi. Anh Chi, sao hả? Dòng điệu này của tôi vẫn chưa đủ chân thành à? Tôi tìm được bản mẫu hot nhất trên mạng để viết theo đấy. Anh Chi, anh đem đơn từ trước ở trong ngăn kéo ra cho em xem với, em sao chép đi. Cậu cũng lấy một bản, sau này thì tranh thủ thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. Ai? Ai đã đem bản thỏa thuận bổ sung cho Ngô Khắc Chi? Lan Thiên Dực, có phải cô không? Không phải. Không phải cô thì là ai chứ? Trước khi cô đến tổ năng lượng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Sếp Mã, xin lỗi, tôi vừa mới đến nên vẫn chưa hiểu tình hình. Anh có thể nói rõ ra là loại chuyện nào được không? Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được phép nói chuyện với người của tổ bốn, hiểu chưa? Làm việc đi.
Cô tưởng cứ giả ngốc là sẽ bỏ qua được sao? Dự án sinh vật Hồng Anh, tự đến tìm sếp Mã ký tên đi. Tôi nói cho cô biết, đến chỗ sếp Mã rồi, đừng gây ra chuyện gì nữa đấy. Nếu không sau này cô sẽ không dễ sống đâu. Sếp Mã, đây là dự án đầu tư của sinh vật Hồng Anh, mời anh ký tên để tôi chuyển cho trung tâm kiểm soát. Lan Thiên Dực, cô có biết tại sao cô lại đến đây không? Tôi nghe nói anh đặc biệt tuyển tôi đến đây. Không phải nghe nói, chính là tôi tuyển cô đến đây. Tôi hy vọng cô có thể hiểu. Nếu tôi có thể tùy tiện đưa cô đến đây thì tôi cũng có thể cho cô ngay lập tức thôi việc. Tôi hiểu. Sếp Mã, vậy tôi để dự án ở đây, anh ký tên xong thì tôi sẽ đến lấy. Tôi đã cho cô đi chưa? Trong sơ yếu lý lịch của cô có viết đã từng làm gì ở Hủ Di đúng không? Đúng thế. Trong này chỉ viết cô từng làm việc ở Hữu Di một năm, nhưng không hề viết trong một năm này cô đã làm gì. Lan Thiên Dực, ở tư bản Kim Thần, đừng tưởng dựa vào đàn ông thì muốn làm gì cũng được. Hiểu chưa? Cút. Sao lại không đi được? Anh không thể đi đón không được sao? Em không thể lúc nào cũng làm phiền đồng nghiệp được. Anh muốn người khác nhìn em thế nào chứ? Được rồi, được rồi. Không sao. Để em nghĩ cách khác. Xin lỗi nhé, khiến cô chê cười rồi. Không có gì. Tôi không làm phiền cô chứ. Sao có thể được chứ? Là tôi quá cảm xúc quá rồi. Lại là Lão Mã sao? Lúc bị công kích, chuyện đầu tiên phải nghĩ tới không phải là đau lòng, phẫn nộ, quẫn ức, mà phải nghĩ đến mục đích đối phương làm như vậy. Nếu như cô không muốn nhận thua thì đừng để ông ta được như ý. Tôi tin cô nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Cậu nhịn cả nửa ngày chính là muốn nói chuyện bức thư xin lỗi kia của Ngô Khắc Chi nhỉ? Vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn, cũng không muốn kinh động anh, nhưng bức thư ấy anh cũng xem rồi đấy. Ngô Khắc Chi quá đáng lắm. Bảo tôi tương lai đối mặt với đồng nghiệp thế nào đi? Thế ý của cậu là gì? Anh ta làm vậy là phỉ báng ác ý, công kích cấp trên, phải lập tức sa thải. Được, vậy thì sa thải cậu ta đi. Giám đốc Khúc,
Tôi không có cái quyền này. Biết là tốt. Công việc bàn giao dự án hoàn thành chưa? Đã hoàn thành rồi. Vậy thì tốt. Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Giám đốc Khúc, cậu ấy sau này nói chuyện làm việc phải động não nhiều vào. Ngô Khắc Chi dám mắng cậu là bởi vì cậu ta được lý. Còn có, phải tiếp thu dạy dỗ. Đừng có không có chuyện thì kiếm chuyện. Ngươi không biết còn nói là vấn đề của tôi. Xin lỗi. Không có chuyện gì nữa thì cậu đi làm đi. Vậy tôi đi trước đi. Quản lý, đây là bản kế hoạch dự án Ba Dơ. Anh xem có vấn đề gì không? Cậu làm à? Vậy thì không cần xem nữa. Tại sao? Tôi đã tốn 2 tuần, đã rất để tâm. Cậu tốn bao nhiêu thời gian để làm không liên quan tới tôi. Bởi vì tôi không bảo cậu làm. Chỗ này không phải trường học. Tôi cũng không có hứng thú sửa lại bài tập cho cậu. Tâm tư của cậu đừng dùng sai chỗ. Vậy anh bảo tôi làm gì? Có công việc phù hợp, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Đợi một chút. Cái này cậu làm đi. Đây là... Đem số liệu của báo cáo này nhập vào máy tính. Tại sao phải nhập lại? Là... Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Béo, dịch thu, hạng mục ly cam, thông qua rồi. Đừng có dừng. Đừng. Quay làm cái gì? Lão Ngô được đấy. Dự án ly cam này trong giới đầu tư đã chuyển hơn nửa năm rồi. Không ngờ anh làm được. Vừa mới bắt đầu, nói còn sớm quá. Còn kêu nữa. Không phải, thông qua là không tệ rồi. Anh còn tưởng có thể lên thị trường thật hay sao? Đợi mà xem. Đợi mà xem. Đi. Đi làm vài ly nào. Bây giờ không say không nghỉ. Không say không nghỉ. Các đồng nghiệp, bộ phận thông tin truyền thông kỹ thuật đáng kính, cà phê của mọi người gọi tới rồi đây. Nào nào nào, giám đốc Dư nhất định phải uống. Dự án Ly Cam có thể qua đều nhờ vào cô giúp. Quản lý Giang, cảm ơn. Quản lý Lý, nào nào, cảm ơn, cảm ơn. Anh mời chúng tôi uống cái này, anh cũng có thành ý quá rồi đó. Giám đốc Dư vậy phải. Hay là thế này đi, tặng dịch thu cho cô. Sau này tùy tiện giám đốc Dư sai khiến. Đừng có nhắc nữa. Con gái tôi suốt ngày chỉ nhắc đến anh Tiểu Thu, cũng không biết là trúng chiêu gì của cậu. Vậy sao? Hay là không tặng nữa. Tôi có chút không nỡ. Cậu không nỡ. Nếu không thì tặng cậu cho giám đốc Dư đi.
Giám đốc Dư, tôi dẫn lấy tiểu thư đi. Làm cho tốt, nếu không tôi sẽ đem cậu tặng đấy. Đừng nói chứ, tiểu thư gì tới tổ 4, so với trước đây đúng là khác rồi. Vậy sao? Khác rồi sao? Khác chỗ nào vậy? Rất khác. Sao lại khác? Cô nói, cô Lâm trên phương diện nhan sắc đột nhiên lại bình thường rồi. Cũng coi như có chỗ dùng rồi. Quà sinh nhật vợ tôi tặng tôi, nói là tôi dùng lúc ký hợp đồng, nhưng từ năm ngoái tới bây giờ cũng mới được có 3 lần. Đi báo cáo với giám đốc Dương một chút. Hai người tranh thủ thời gian làm hợp đồng đầu tư dự án Lycam đi, càng nhanh càng tốt. Dương, giám đốc Thu, xem sau này ai còn dám coi thường tổ 4 chúng ta nữa. Làm việc. Giám đốc Ngô. Giám đốc Dương, đây là tài liệu về dự án Lycam đó. Làm việc anh có rảnh ký tên giùm. Cậu để ở đó đi, ký xong rồi tôi sẽ gọi cậu. Không sao chứ? Có chuyện đó. Có điều anh sẽ không có hứng thú. Về cái vụ Phùng Hoa văn hóa này, người sáng lập quá khó xử, đến giờ cũng không chịu gật đầu. Phùng Hoa văn hóa, bản thân anh tự theo cái hàng mục đó. Đúng vậy, vậy nên tôi mới phát sầu. Hiện giờ có 2 công ty đầu tư khác đang tranh hạng mục này với tôi. Tôi nếu như làm mất rồi sẽ phiền phức lớn. Thực sự là phiền phức. Sếp Dương, anh vất vả rồi. Không đúng. Không phải là gần đây anh rất bận sao? Lúc nào tôi không bận? Hay là thế này đi, anh dành thời gian đi thay tôi gặp người sáng lập đó. Sếp Dương, tôi sẽ không khiến anh phí công đâu. Nếu như anh thật sự giải quyết người sáng lập này, hạng mục này tính là của tổ 4 các anh. Có thể cho tôi xem tài liệu đó trước rồi quyết định được không? Cái gì mà xem chứ? Không phải là chọn rau. Xem thì phải làm. Được rồi sếp Dương, cảm ơn. Cảm ơn anh. Phùng Hoa văn hóa, chúng ta thực sự không thể nhận được. Cậu đi nói với sếp Dương đi. Nghe nói bên phía Phùng Hoa đã có rất nhiều công ty tranh nhau rồi. Chúng ta nếu như lại đàm phán chính là phí công đó. Tôi cũng biết. Giám đốc Lâm, nếu rất nhiều bên cạnh tranh, vậy không phải là nói hạng mục tốt sao? Nhìn người ta tranh, cậu cảm thấy liền nhất định sẽ là tốt sao? Chào sếp Ngô, giám đốc Lâm. Không phải là tôi nghe nói tổ 4 vừa trở mình hết sức đẹp hay sao? Tôi đặc biệt đến đây chúc mừng. Sếp Ngô, tâm ý nhỏ bé không thể hiện được gì. Giám đốc Lâm, đây là của anh. Được, để đó đi, cảm ơn nha. Chỉ có 2 cái. Để mắt vào tài liệu Phùng Hoa gửi đến thì hãy nói cho tôi biết. Cái gì? Phùng Hoa văn hóa, Khoa Lang bỗng tay, dở chỗ mọi người sao? Thật là cảnh tốt không lâu. Không phải, tôi không có ý khác. Không phải, tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là người tình nguyện của tổ 4. Người tình nguyện gì chứ? Người tình nguyện cậu không biết sao? Người tình nguyện chính là mỗi khi có chuyện tai họa tự nhiên to lớn phát sinh, đều có một nhóm người công ích có lòng hy sinh bản thân, mà tôi chính là người tình nguyện ấy. Đúng rồi, mọi người vẫn chưa biết Phùng Hoa văn hóa là có chuyện gì xảy ra đúng không? Người sáng lập công ty dựa vào quyền cuốn sách mà phá tài bất chính, nhưng bản thân giá trị dự án của công ty mà nói thì vẫn rất nhỏ. Nói về lợi ích căn bản là không thể làm. Công ty của chúng ta muốn đầu tư nó chủ yếu là muốn sau này tiến vào ngành điện ảnh và truyền hình. Đây là phương châm chiến lược cấp cao. Những công ty khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngành điện ảnh và truyền hình không phải là tổ 2 làm sao?
vậy nên mới nói đây là làm đồ cưới thay cho người khác điển hình. Nếu như mọi người làm tốt, coi như là tổ hai qua cầu rút ván. Nếu như mọi người làm không tốt, sẽ bị chụp mũ, cản trở chiến lược của công ty, phí sức mà không có gì tốt. Sao cậu lại biết nhiều như vậy hả? Đây vẫn tính là nhiều sao? Cái này vẫn là bình thường. Đúng rồi, anh là tốt nghiệp giao thông Thượng Hải nhỉ? Tôi là tốt nghiệp giao thông Tây An. Chúng ta tính là bạn học. Bạn học? Được rồi, bạn học đi đi. Không phải tôi, không phải tôi. Sếp Ngô, tôi nói điều này là sự thật. Mọi người nghĩ cho kỹ đi, chú ý đó. Sếp Ngô, tư liệu đã gửi qua rồi. Anh xem hòm thư đi. Tiểu Quyên, bạn học tiểu học của tôi. Tiêu Diệu Hoa, sếp Tiêu. Được, đó thằng nhóc này. Công ty Phồn Hoa Văn Hóa chấm hành chức chủ tịch. Lợi hại đó. Lúc đi học, thành tích của thằng nhóc này hết sức tệ. Cái gì cũng không biết, chỉ biết đánh cậu. Mỗi lần làm bài tập đều là chép của tôi. Tôi còn giả làm bố cho cậu ta, ký giấy thi của cậu ấy. Bố của cậu ấy tên là gì nhỉ? Tiêu Xuân Quà. Ở đây. Tiêu Xuân Quà, tổng giám đốc tài vụ. Tổng giám đốc tài vụ, không phải chứ chú Tiêu. Chào chú Tiêu, lâu lắm rồi cũng gặp. Vẫn nhớ chú ở trước cổng trường mở một cửa hàng nhỏ. Tính mấy tệ thôi chú còn không tính được. Không ngờ rằng hiện giờ trở thành tổng tài vụ rồi. Chú thật lợi hại đó. Mau gọi điện thoại hẹn thời gian cho tôi. Càng nhanh càng tốt, hiểu rồi. Sếp Dương, chuyện Phồn Hoa Văn Hóa anh yên tâm đi. Lan Thiên Dược, tự cô xem. Lần này làm PPT, số liệu ở bên trên là 2008 đến 2010, còn số lớn hơn cả tuổi của con trai tôi. Cô cảm thấy có thể dùng không? Sếp hứa, tôi không có quyền sửa đổi số liệu. Đây đều là theo tư liệu của giám đốc Triệu gửi cho tôi tiến hành xử lý. Vậy ý của cô là chuyện này không liên quan đến cô? Nếu như anh và sếp hứa đều cảm thấy không phù hợp, vậy tôi sẽ chuẩn bị một phần khác. Đây là số liệu mới có. Anh xem dùng bản nào thì phù hợp hơn. Xin hỏi sếp hứa, nếu như sau này còn gặp phải tình huống như vậy, có phải là mỗi lần đều cần phải chuẩn bị hai bản không? Nếu như cần thiết phải làm gì, vậy thì cần phải làm rõ một chút. Lan Thiên Dực, có phải là cô cảm thấy mình hết sức thông minh không? Tôi không có ý đó. Là vì lần trước giáo huấn số liệu có vấn đề. Cô có thể nói trước với tôi. Trước mặt người khác tái vào mặt của tôi như vậy, cô cảm thấy thú vị sao? Tôi nói trước với anh rồi, anh nói là tự tôi xem mà làm. Hôm nay may mà chỉ có vài người chúng ta ở đây. Chuyện này mà để cho sếp Mã biết, có sếp Mã thì sao? Nếu như một chuyện tôi bản thân không làm sai, cho dù là ai tôi cũng sẽ tranh luận theo lý. Tôi không muốn làm chỗ trút giận của anh. Cô nói ai là chỗ trút giận? Tôi xin lỗi. Tôi nói bản thân được không? Cô đừng có ở đây giở tính khí quái gở đó được không? Nhìn cái gì? Nhặt lên cho tôi. Chẳng có chút dáng vẻ của người mới. Cả ngày tự cho bản thân thông minh, ăn cây táo rào cây sung. Sau này cô, cậu làm gì vậy? Ở đây có chuyện của cậu sao? Cái gì?